là mình Nami đây. Và dạo gần đây thì các bạn cũng đã thấy là chúng mình đã giới thiệu cho các bạn rất nhiều những chiếc màn hình ở phân khúc tầm trung rồi phải không nào? Và ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một siêu phẩm phải nói là đỉnh cao dành cho các anh em nào đang làm công việc về thiết kế đồ họa này, làm phim vân vân và mây mây. Và ngay sau đây chính là nhân vật chính của chúng ta, đó chính là chiếc màn hình Acer ProArt BA278QV. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi khám phá nó như thế nào. Bắt đầu thôi. Như các bạn có thể thấy ở đây thì Acer ProArt BA278QV thì có một thân hình mà theo mình nhìn tổng thể nó sẽ hơi thô một chút. Chúng ta có một em màn hình có viền mỏng, thế nhưng mà viền dưới lại khá là dày. Và logo Acer thì ở chính giữa, bên phải sẽ là những phím điều chỉnh chức năng. Thay vì giống như những màn hình khác tối giản các phím chức năng thành một joystick thì BA278QV của chúng ta lại sâu toàn bộ các phím điều khiển lên màn hình trên mặt trước như thế này. Và việc mà đưa tất cả những cái phím điều chỉnh lên phía trước màn hình như thế này thì cũng chính là cái mục đích của nhà sản xuất khi mà muốn tăng cái tính tiện dụng cho anh em khi sử dụng. Chúng ta sẽ không cần phải quá khó khăn trong việc mà chỉnh ở đằng sau hay là chỉnh ở phía bên dưới này nữa, mà chỉ cần những cái thao tác cực kỳ đơn giản, nhanh nhẹn, nó đã có thể điều chỉnh theo những cái nhu cầu làm việc của anh em được rồi. À, có một điều đặc biệt ở em màn hình này, đó chính là nó có cái phần thước được đặt ngay ở viền dưới như anh em có thể thấy ngay ở đây. Đồng thời thì cái phím bấm ở đây có thể tạo ra một thước ảo ngay trên màn hình để dễ dàng và tiện dụng trong cái quá trình làm việc của anh em đấy. Nhưng mà có một điều ở đây mình thấy rằng là nhà sản xuất của chúng ta chưa tinh tế cho lắm, đó chính là cái phần thước ở phía dưới này của chúng ta thì bị chìm khá là nhiều trong cái nền đen này. Thế nên là nếu như anh em nào sử dụng những phần mềm mà có màu nền màu tối ấy, thì sẽ hơi khó khăn sử dụng cái phần thước này lắm đấy, nên là anh em chú ý nhé. Mặt lưng sẽ có 4 cổng USB 3.0, một cổng DVI, một cổng HDMI, một cổng DisplayPort và một cổng audio. Phần chân đế thì khá là thô nhưng mà lại vô cùng chắc chắn và có khả năng xoay tùy ý. Các bạn có thể xoay trái, phải, lên xuống vô cùng là tiện lợi. Điểm qua về cấu hình được Acer trang bị lên cho em màn hình 27 inch này thì chúng ta sẽ có một tấm nền IPS, độ phân giải 2K, tần số quét là 75Hz, đạt 100% giải màu sRGB, 100% red gam màu 709 cho khả năng tái tạo màu sống động và đảm bảo mọi chi tiết trong ảnh đều sống động như là thật, cũng như là độ chính xác và trung thực của màu đạt delta E nhỏ hơn 2. Theo như Acer, đây là màn hình đạt độ chuẩn màu cao cấp nhất dành cho các thiết kế đồ họa. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi đến phần test để xem là thực sự em màn này có đỉnh cao như những gì mà Acer đã cùng quay không nhé. Cái gì thì cái, chứ chúng ta cứ phải test thực tế đã anh em ạ. Và để test một cách trực quan nhất thì ở đây mình đã có chuẩn bị một chiếc màn hình khác. Và đây, bạn này thì có tên là Dell U2719D. Và chắc hẳn thì với thương hiệu Dell thì anh em đã không còn quá xa lạ rồi, cũng như là được sự tin dùng của rất nhiều anh em về thiết kế đồ họa phải không nào. Và ở đây thì chúng ta sẽ cùng test trực quan giữa hai em màn hình này với nhau để xem liệu rằng là chiếc ProArt này của chúng ta có làm được những gì như mà nhà sản xuất có nói hay không nhá. Và mình thì cũng đã chuẩn bị sẵn một chiếc Spider-X này để có thể đo kiểm chứng giữa hai em đấy. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi đến với phần đánh giá chính thức nhé. Tới 98% giải màu sRGB này, 74% ADOT RGB, DCI V3 thì đạt là 73% và độ lệch màu thì khá là thấp, tuy chỉ có màu xanh dương lệch khá cao. Và chúng ta có thể nhìn sang kết quả đo của Acer ProArt BA278QV thì chúng ta có 100% giải màu sRGB, 76% ADOT RGB và DIC V3 thì đạt là 78%. Và cũng như là Dell, độ lệch màu của Acer khá thấp, tuy nhiên màu xanh dương cũng lại khá là cao. Vậy là so sánh với cùng phân khúc cũng như là kết quả vừa nãy mà các bạn có thể thấy sau cái quá trình test thì chiếc Acer ProArt BA278QV của chúng ta đã có chiến thắng 1-0 so với lại Dell U2719D phải không nào? Cũng như là chúng ta ở đây thì sẽ có tần số quét là 75Hz sẽ giúp cho anh em chơi game có một cái trải nghiệm cực kỳ mượt mà và đã tay.
Và để gửi đến cho các bạn những cái thông tin chân thật nhất về cái quá trình sử dụng em màn hình này thì ngay sau đây mình sẽ mời đến đây một chuyên gia xử lý hình ảnh của channel Hà Nội Commuter, bạn Việt Nguyễn. Và xin mời Việt. Vào đi em ơi. Làm gì em? Vào để chia sẻ cái trải nghiệm của ông trong cái thời gian sử dụng em màn hình này đi, còn gì nữa? Chia sẻ á? Ừ. Thuộc kịch bản chưa? Thuộc rồi. Thuộc rồi thì chia sẻ đi thôi. Hello tất cả anh em, mình là Việt Nguyễn, video editor của Hà Nội Commuter. Thì sau một khoảng thời gian được sử dụng chiếc Acer Bra, Bra gì nhỉ? BA278QV, dùng một tuần rồi mà còn không biết tên sản phẩm. Ok, BA278QV thì mình có một vài cảm nhận muốn gửi đến cho anh em như sau. Đầu tiên thì với một chiếc thước được tích hợp ngay bên dưới viền dưới của màn hình như thế này thì mình khẳng định một điều là nó rất là phù hợp với các anh em đang làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế để in ấn, đúng không nào? Thì với chiếc thước như thế này cũng như là anh em có thể bật được thước ảo thì sẽ giúp cho anh em xem được kích thước của sản phẩm thực tế ngay bên trên màn hình. Bên cạnh đó thì màu sắc là một yếu tố rất là quan trọng đối với các anh em khi mà thiết kế đồ họa, đúng không? Thì với chiếc màn hình này, dù các anh em nhìn ở mọi góc cạnh từ mọi phía thì đều cho anh em một chất lượng hiển thị hình ảnh cực kỳ tốt với một độ tương phản cũng như là độ bão hòa màu cực kỳ cao. Thì đúng rồi. Mà các anh em đổ màu cho ảnh cũng như là đổ màu cho video ấy thì các em miễn bàn luôn, chất lượng hình ảnh cực kỳ tốt. Chắc. Cái này thì mình xin phép đính chính một chút là mình có ngồi ở cái phía góc quá chéo so với Việt, mình vẫn nhìn rõ nét là Việt đang xem cái gì luôn các bạn ạ. Màu màu sắc cực kỳ chân thật luôn ấy. Đấy. Chất lượng ảnh cực kỳ tốt luôn. Nói chung là không một con mắt nào có thể rời mắt được cái màn hình này đâu, từ mọi góc nhìn á. Ok. Thì đó là cảm nhận ban đầu của mình về chiếc Bra này thôi. Thì nếu anh em muốn tự mình cảm nhận chiếc Bra này thì hãy đến Hà Nội Commuter để có thể cho mình những trải nghiệm thực tế nhé. Đúng rồi, chính xác. Và hiện nay thì tất cả các cái showroom của Hà Nội Commuter thì đã có sẵn sản phẩm này rồi. Thì các bạn có thể đến trải nghiệm cũng như là nếu mà cảm thấy vừa túi tiền yêu thích thì có thể xin em nó về nhà. Ok, và cảm ơn Việt nha. Xong rồi. Thôi thôi. Nha. Thôi về đi đi. Bye bye. Vừa rồi là cái phần test của mình giữa hai chiếc màn hình để có thể so sánh một cách trực quan nhất cho các bạn xem, cũng như là cái phần đánh giá cực kỳ khách quan đến từ Việt, một người đã có thời gian sử dụng với chiếc màn hình này rồi. Vậy thì còn các bạn, ý kiến của các bạn thì sao? Cũng như là những anh em nào đã có cơ hội trải nghiệm chiếc màn hình Acer Broad BA278QV này của chúng mình rồi thì hãy cùng comment xuống phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để có thể cùng gặp lại mình trong những video tiếp theo, cũng như là ủng hộ cho các video của Hà Nội Commuter nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Xong rồi. Yeah.